Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay, thứ tư ngày 22 tháng 3, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau. Tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 cho đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phóng sự thảm họa biên giới góp sức trẻ xây dựng biên cương. Hội Đông y tỉnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Tin chi tiết, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, đại diện các sở ban ngành, thường trực tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các đơn vị liên quan. Tại buổi đối thoại, các thanh niên đã thẳng thắn bày tỏ những nguyện vọng và trình bày những thắc mắc xoay quanh ba chủ đề chính, bao gồm giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên 4.0, rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên và kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo. Một số nội dung được nhiều thanh niên đặc biệt quan tâm đó là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam sẽ có những đổi mới như thế nào để sinh viên Việt Nam sánh ngang tầm về năng lực và trí tuệ với sinh viên trên thế giới. Mong muốn Chính phủ có những giải pháp để hỗ trợ lao động trẻ được đào tạo nghề và trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động hiện nay đáp ứng kỷ nguyên 4.0. Làm thế nào để lao động trẻ có thể mua được nhà ở? Đối với một vấn đề kiến nghị được đưa ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện các bộ, cơ quan trung ương đã có những phần trả lời, giải đáp cụ thể và định hướng giải quyết phù hợp với những kiến nghị đề xuất của thanh niên. Qua đó góp phần tháo gỡ kịp thời những tồn tại hạn chế vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã chúc mừng và tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng. Đây là những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023 cho đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, chuyên gia, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các phường xã trên địa bàn thành phố Huế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương tham dự và báo cáo tại hội nghị. Hội nghị được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương báo cáo các nội dung về kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua 3 năm triển khai thực hiện, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của nghị quyết số 54 đối với tiến trình xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhằm cụ thể hóa đầy đủ toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết số 54. Toàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn do dịch bệnh thiên tai, thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh, là trung tâm của vùng và cả nước về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. Về chương trình phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tỉnh quyết tâm huy động tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, hạ tầng phục vụ sản xuất, phát huy hiệu quả đầu tư. Hoàn thành đề án xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, các đề án quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh. Chú trọng phát triển văn hóa xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 07 CTTTG ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ ngành địa phương. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông. Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện công tác truyền thông chính sách.
Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí phối hợp thường xuyên chặt chẽ với các bộ ngành địa phương trong công tác truyền thông chính sách, tăng cường nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả truyền thông chính sách. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, luật khám bệnh chữa bệnh được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 có hiệu lực thi hành. Để đảm bảo thi hành luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành. Theo đó, Bộ Y tế ra soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công, thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Các bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ra soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật khám bệnh chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3 năm 2023. Theo Ngân hàng Nhà nước, đến tháng 12 năm 2022, tổng hạn mức 27 ngân hàng thương mại cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu là 171.429 tỷ đồng. Dư nợ cấp tín dụng là 75.376 tỷ đồng. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa sử dụng hết hạn mức các ngân hàng thương mại cấp là 96.053 tỷ đồng. Mức lãi suất cấp cho doanh nghiệp đầu mối xăng dầu thường có ưu đãi so với thị trường, mức cho vay ngắn hạn bằng Việt Nam đồng trong khoảng 5,3-9% một năm, lãi suất cho vay trung và dài hạn khoảng 9,4-10,5% một năm và lãi suất cho vay bằng ngoại tệ dao động từ 2,1-4,5% một năm. Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 vừa ra thông báo thời gian nhận bài dự thi sẽ kéo dài thêm 15 ngày so với kế hoạch cũ. Theo đó, thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi theo dấu bưu điện là ngày 31 tháng 3 năm 2023. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023 với chủ đề Hãy tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình. Đã được ban tổ chức cuộc thi quốc gia phát động vào ngày 9 tháng 1 năm 2023 tại Bình Định. Tuy nhiên, do cuộc thi lần này, Liên minh Bưu chính Thế giới công bố chủ đề muộn hơn mọi năm, nên thời gian tổ chức, thời gian nhận bài dự thi từ các em học sinh cũng bị rút ngắn hơn so với trước. Hưởng chương trình Tháng Thanh niên, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai nhiều công trình phân việc thiết thực tại địa bàn biên giới. Cùng với việc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, các hoạt động này cũng đã góp phần chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp. Một sáng tháng 3, khi đất trời vừa thức giấc, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và lực lượng vũ trang huyện Ca Lơm, tỉnh Sê Công, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đại đoàn đoàn viên thanh niên trường học Y Dược Huế và xã đoàn Lâm Đớt lên cửa khẩu A Đớt Ta Vàng. Bên cột mốc 666, biên giới giữa Việt Nam và nước bạn Lào, không gian lắng đọng trang nghiêm khi quốc kỳ được căng ra, bắt đầu lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi. Với chàng trai trẻ Nguyễn Gia Bình, đây là lần đầu tiên anh đặt chân lên giải đất biên cương, được tìm hiểu về cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và thấu hiểu được những gian lao vất vả của các thế hệ chiến sĩ biên phòng đã trải qua, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Lần đầu tiên đặt chân lên cột mốc biên giới là bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào khi đứng trước cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc. Là một bản thân thanh niên, tôi cảm thấy mình cần phải nâng cao kiến thức và tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, phân việc để góp phần phát triển về kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao vai trò trách nhiệm của bản thân và của tuổi trẻ nhằm góp phần bảo vệ hòa bình, chủ quyền của biên giới của Tổ quốc. Tháng 3 là dịp tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới hải đảo. Trong đó, chương trình Tháng 3 biên giới được tuổi trẻ các đơn vị phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai từ ngày 1 tháng 3 đến 31 tháng 3 với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như xây dựng các công trình phần việc thanh niên, tặng quà động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, xây dựng duy trì các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, các đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các mô hình sinh kế để người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội trong tỉnh đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động hướng về cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng và người dân ở khu vực biên giới, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và thanh niên về truyền thống tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền an ninh biên giới hải đảo trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội cho người dân ở khu vực biên giới, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Các cái hoạt động này nhằm gọi là tri ân và động viên đồng bào và chiến sĩ nơi biên giới chung tay đoàn kết bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Và đây cũng là một cái hoạt động mà nhằm giáo dục truyền thống cho nhân dân cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn về cái trách nhiệm trong tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới của Tổ quốc. Những hoạt động ý nghĩa thiết thực của chương trình Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Những màu xanh đầy sức sống là biểu tượng cho ý chí và khát vọng được cống hiến của tuổi trẻ. Nó không chỉ góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh mà còn thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ để mang đến cuộc sống bình yên nơi biên giới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức các buổi đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Phú Vang và Quảng Điền. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang. Sau khi báo cáo, trung tâm cán bộ nhân viên đã chân tình cởi mở thẳng thắn, góp ý nhiều ý kiến phản ánh trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, kinh tế và đời sống. Các ý kiến đề cập được Thủ trưởng Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu giải trình phúc đáp công khai rõ ràng, đồng thời tìm giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế để cán bộ quân nhân chuyên nghiệp an tâm công tác, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế do Đại tá Hoàng Văn Nhân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi đối thoại dân chủ cơ sở với cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Điền. Đại tá Hoàng Văn Nhân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên đơn vị, đồng thời nhấn mạnh thông qua đối thoại dân chủ lần này để từng cán bộ trên cương vị chủ trì thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với cơ quan đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý tư tưởng, giáo dục chính trị bộ đội. Đồng chí yêu cầu đơn vị cần tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hơn nữa để nghe bộ đội nói bộ đội hiểu, giải quyết tốt mọi vướng mắc của bộ đội nhằm đảm bảo tốt nội dung dân chủ về quân sự, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế đời sống, qua đó giải quyết dứt điểm các vướng mắc của bộ đội, đồng thời tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Huyện ủy Phú Vang tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2023. Trong thời gian 3 ngày, 230 đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2023 sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề về nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, gồm tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng, công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của chi ủy bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phong trào từ diễn biến từ chuyển hóa trong cán bộ đảng viên ở cơ sở. Ngoài ra, trong quá trình học tập nghiên cứu, các đồng chí học viên còn được trao đổi thảo luận, giải đáp những vấn đề thắc mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng tại cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, giúp cho các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2023 cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, các kỹ năng xử lý tình huống trong nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và sinh hoạt chi bộ, nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ cơ sở. Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức hội thi tập huấn nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 cho đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn. Hội nghị đã được triển khai những điểm mới của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính, các nội dung và hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, trình tự các bước trong công tác kiểm tra về thi hành pháp luật và kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, truyền đạt các kỹ năng xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính,
xác định thẩm quyền xử phạt, quyết định cưỡng chế thi hành, tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính. Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn về áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức, những người trực tiếp tham mưu thực hiện thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tại huyện Phú Lộc, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với dự án Rồng Xanh tổ chức tập huấn nâng cao vai trò của cha mẹ trong quá trình hướng nghiệp cho con. Đây là hoạt động nằm trong dự án ngăn chặn tình trạng trẻ em di cư tự do đi làm ăn xa và bị lạm dụng sức lao động tại Thừa Thiên Huế. Trong thực tế, việc chọn nghề của các em chủ yếu dựa vào cảm tính hoặc theo trào lưu của xã hội. Hậu quả là nhiều em thiếu hứng thú, thiếu động lực và khả năng trong quá trình học tập tại các cơ sở đào tạo nghề, kể cả trường đại học đã lựa chọn. Nhiều em tốt nghiệp đại học cao đẳng nhưng không xin được việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo. Thậm chí có em phải nghỉ học giữa chừng vì không có đủ khả năng theo học. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do công tác hướng nghiệp mới chỉ triển khai và thực hiện ở phạm vi trường học nên chưa huy động được sự tham gia của cộng đồng, các lực lượng xã hội và cha mẹ học sinh, những người hiểu rõ về con em mình hơn ai hết. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, để giúp con hướng nghiệp, điều quan trọng nhất là cha mẹ cần liệt kê các ngành nghề mà trẻ yêu thích, tìm hiểu về ngành nghề, chọn nghề tối ưu, cùng trẻ xây dựng và thực hiện kế hoạch đạt mục tiêu nghề nghiệp. Tại đây, các bậc phụ huynh còn được dự án Rồng Xanh chia sẻ những hỗ trợ của dự án về học nghề và giới thiệu các chương trình học bổng. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, Hội Đông y tỉnh trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực để nâng cao năng lực hệ thống phòng khám và đội ngũ lương y. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay đã được phát huy trong thực tiễn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Phạm Thị Thủy đến từ tỉnh Quảng Bình. Đầu tháng 1 năm nay, chị bị tai biến và hiện đang được đội ngũ y bác sĩ phòng khám này chăm sóc điều trị bằng phương pháp Đông Tây Y kết hợp. Đến nay, sau 2 tháng điều trị tích cực, khả năng phục hồi của chị Thủy được ghi nhận hơn 70% và chị Thủy rất tự tin sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chị cũng như không ít bệnh nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang chọn phương pháp điều trị y học cổ truyền vì những hiệu quả mang lại. Chị bị tai biến, chọn chỗ này là uy tín nhất để nói chung là tai biến này thì đông y chăm sóc thì tốt hơn, kết hợp được cả tây y, các kỹ thuật như xét nghiệm cận lâm sàng, X quang, siêu âm để giúp cho chúng tôi chẩn đoán và hỗ trợ chúng tôi điều trị rất là tốt. Đặc biệt là khi chúng tôi được bảo hiểm xã hội tin tưởng ký hợp đồng để khám chữa bệnh ban đầu cho bệnh nhân thì lượng bệnh nhân sẽ tăng lên rất là nhiều. Hiện nay, việc triển khai khám cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế, phòng khám đã thu hút ngày càng đông bệnh nhân đến khám và điều trị. Năm 2022, Bệnh viện Y học Cổ truyền Huế có tổng số lượt khám bệnh nhân ngoại trú đạt 90% so với kế hoạch, tăng 126% so với năm 2021. Tổng số bệnh nhân điều trị vật lý trị liệu và phục hồi chức năng tăng 130% so với năm 2021. Đặc biệt, công suất sử dụng giường bệnh năm 2022 đạt 111%, tăng hơn năm 2021, chỉ đạt 65%. Bệnh viện đã kết hợp các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền như bầu giác, châm cứu, điền châm, nhĩ châm, thủy châm, xoa bóp bẩm huyệt, vận động trị liệu, vật lý trị liệu, chôn chỉ, kéo giãn cột sống, xông hơi thuốc, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng điều trị. Ở đây là cái khoa xương khớp này, mình điều trị là cái khoa châm cứu ở đây là tốt nữa. Chúng tôi triển khai tăng cường thêm các dịch vụ kỹ thuật. Như năm 2022 thì chúng tôi đã đưa vào cái dịch vụ điện mạng châm điều trị rất hiệu quả đối với bệnh nhân các bệnh lý về xương khớp. Và năm nay chúng tôi cũng đã đăng ký và sẽ triển khai như dưỡng sinh trị liệu, rồi chườm ngại, rồi xông khỏi thuốc điều trị các bệnh lý về xoang. Và thêm chúng tôi sẽ là điều trị thêm các bệnh lý về phụ khoa. Còn về đặc biệt là chúng tôi sẽ cử cán bộ để học và đào tạo thêm những cái chuyên khoa sâu trong đông y để điều trị phục vụ cho bệnh nhân. Mạng lưới các cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển không ngừng với quy mô 146 cơ sở đông y đông dược. Hội viên trong hệ thống phòng khám đông y thuộc các tổ chức tôn giáo ngày càng phát huy hiệu quả. Số lượng người khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y trong xã hội cũng ngày càng tăng. Kết quả khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y qua các năm không ngừng tăng. Cụ thể, năm 2008 trên 46.000 lượt, năm 2018 là 18.000 lượt và năm 2022 trên 162.000 lượt.
tổng số bệnh nhân châm cứu tăng, trong đó năm 2018 trên 10.000 lượt và năm 2022 trên 228.000 lượt. Lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh đối với đông y ngày càng tăng. Nhất là sau những cái năm dịch thì họ vẫn đến khám với đông y, chứ không phải là cơ sở bệnh viện, mà các cơ sở tư nhân cũng là những cái điểm đến để cho bệnh nhân gửi gắm cái niềm tin về cái khám chữa bệnh về đông y. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân trong xu hướng tìm về phương pháp điều trị cổ truyền như hiện nay, Hội Đông y tỉnh đang tiếp tục cải thiện hệ thống chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám, chuẩn bị chủ trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lương y, tập trung phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong việc kể thừa những bài thuốc hay, kinh nghiệm quý, phương pháp mới để ứng dụng vào thực tiễn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.